Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2023, lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, lễ nhớ. Bài trích sách sáng thế. Sau khi Adam ăn trái cấm, Chúa là Thiên Chúa đã gọi ông và nói cùng ông rằng: "Ngươi ở đâu vậy?" Ông thưa: "Con nghe tiếng Ngài trong vườn nhưng con sợ hãi vì con trần truồng và con ẩn núp." Chúa hỏi ông: "Ai đã cho con biết ngươi đang trần truồng? Có phải tại ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm ngươi ăn không?" Adam thưa: "Người phụ nữ mà Ngài đã cho làm bạn với con, chính bà ấy đã cho con trái cây và con đã ăn." Chúa là Thiên Chúa nói cùng người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi làm điều đó?" Người phụ nữ thưa: "Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn." Chúa là Thiên Chúa phán cùng con rắn rằng: "Bởi vì mi đã làm điều đó, mi là thứ bị trút giữ giữa mọi súc vật và thú hoang. Mi sẽ bò bằng bụng và sẽ ăn bụi đất suốt đời mi. Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ bà. Người miêu duệ này sẽ đạp đầu mi, còn mi sẽ cắn gót chân người." Rồi Adam đặt tên cho vợ mình là Eva, vì bà là mẹ chúng sinh. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành. Đền mông Si-ôn được đặt trên núi thánh. Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người đều truyền tụng những điều hiển hách về thành. Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nơi cư ngụ của nhà Gia-cốp. Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người đều truyền tụng những điều hiển hách về thành. Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người đều truyền tụng những điều hiển hách về thành. Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành. Nói đến Si-ôn thiên hạ bảo: "Tại đó người người đã sinh ra, chính răng tối cao cùng cô thành." Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành. Thiên Chúa ghi vào sổ bộ các dân, kẻ này người nọ đã sinh ra tại đó. Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành. Và họ múa nhảy hát ca: "Mọi nguồn mạch của tôi ở nơi thành." Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành. Alleluia, Alleluia. Kính chào Đức Trinh Nữ, diêm phúc mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu. Kính chào mẹ hội thánh, mẹ là đấng giữ gìn trong chúng con thần khí của thánh từ Giêsu Kitô. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, đứng gần thập giá, Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là bà Maria, vợ ông Cleopa và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: "Thưa bà, này là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Này là mẹ con." Và từ giờ đó, môn đệ đã đón bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sinh con dưới chân thập giá. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Gioan chương 19 câu 25 đến 27. Suy niệm:
Đức Maria là người được nhắc đến đầu tiên đứng gần Thánh Giá Chúa, hiệp thông với Chúa Giêsu trong của lễ hiến tế. Đời mẹ gắn liền với mầu nhiệm con của mẹ vất vưởng ở Bethlehem, lao đao trong những ngày trốn sang Ai Cập, sợ hãi âu lo khi trở về Nazareth, cùng vất vả với con trong những năm rao giảng, đau khổ tột cùng khi con bị treo trên thập giá. Mẹ đã cộng tác cách đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế, nhờ vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Đức Maria thật sự là mẹ của chúng ta. Này là mẹ con, đây là con mẹ. Với những lời cuối cùng đầy cảm động từ trên thập giá này, Đức Giêsu đã mặc khải cho Đức Maria tuyệt đỉnh của thiên chức là mẹ, mẹ giáo hội, mẹ của các Kitô hữu. Mời bạn, ước chi bạn cũng như hết mọi người khám phá ra lời mời gọi. Hãy đón nhận Đức Maria là mẹ của đời mình và sống trọn vẹn tình hiếu thảo. Sống lời Chúa, bạn tập thói quen lần chuỗi măng côi hàng ngày để cùng mẹ Maria sống hầu nhiệm của Chúa Giêsu và để bạn gặp được chính Đức Giêsu Kitô. Cầu nguyện, lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp chúng con thêm lòng tin cậy mến, để chúng con trung tín với Chúa cho đến cùng, trong ơn gọi làm con Chúa và con hội thánh, giữa bao thử thách của đời thường hôm nay. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Đỉnh cao. Đỉnh Everest cao nhất thế giới của dãy Himalaya Sơn như có một ma lực hấp dẫn những người leo núi thiện nghệ. Ai đã vướng vào môn thể thao leo núi xem đó như là một giấc mơ. Nếu ngày nào đó họ đặt được chân trên đỉnh núi cao 8.880 thước quanh năm phủ tuyết này, nhưng chỉ có một số ít người thực hiện được giấc mộng ấy, và rất nhiều người đã bỏ mình dọc theo con đường lên đỉnh. Trên những con đường ấy, người ta thấy hai bia mộ ghi những dòng chữ sau đây. Bia thứ nhất đề họ thấy được lần cuối cùng trong lúc gắng sức leo lên, và bia thứ hai tưởng niệm một huấn đạo viên chỉ viết vẩn vẹn một câu: ông ta chết trong lúc đang leo. Nếu đời sống là một cuộc tranh đấu không ngừng thì để sống đạo và hành đạo cũng thế. Điều quan trọng không phải là thành công hay thất bại mà là trỗi dậy và tiến bước. Phải gọi là thẳng tiến thì đúng hơn, vì câu tâm niệm của các Kitô hữu phải là: ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, nhưng kém hơn ngày mai. Bí quyết thành công thứ hai là không bao giờ chúng ta nên đi trên con đường nên thánh một mình. Hãy noi gương những người đi trước, những thánh nhân, và hãy cùng nhau tiến bước. Và nhất là hãy đi vào những vết chân của Chúa Giêsu để lại. Bài trích sách lẽ sống.